thời những cái cây mà cho ra chậu đỏ ấy to hơn một chút, nhưng đợt này nhà chị lại vừa mới xén hết ngọn để lại làm giống lứa mới rồi. Cho nên là bây giờ nó mới lên kiểu dạng cắt cụt như này xong nó mới lên cái mầm ấy, nó cũng không đẹp lắm. Nên là chị chọn cho em 4 cái cây này to nhiều cành mà nụ với hoa của nó cũng to rồi. Chị gửi cho em 4 cây này nhá.